Xin kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi bản tin nhanh của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu. Vào cuối giờ chiều nay, đại diện Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã công bố hơn 100 trang cáo trạng và tiến hành phần thẩm vấn. Là người bị thẩm vấn đầu tiên, bị cáo Đào Minh Dương, chủ tịch công ty VisaSun, khai nộp hồ sơ cho 4 bộ và nộp tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Quá trình cấp phép ban đầu bị cáo không đưa tiền và bị gây khó khăn. Tại phiên tòa, bị cáo Dương thừa nhận đã 2 lần đưa 1,1 tỷ đồng cho Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, đưa số tiền 1,6 tỷ đồng 4 lần cho Vũ Anh Tuấn, cựu phó phòng thuộc Cục xuất nhập cảnh Bộ Công an. Trong số các bị cáo buộc đưa hối lộ, bị cáo Hoàng Diệu Mơ, giám đốc công ty An Bình được xác định là người đưa hối lộ nhiều nhất, tổng số tiền đưa hối lộ lên tới hơn 34 tỷ đồng. Bị cáo Phạm Trung Kiên, thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế được xác định là người nhận hối lộ nhiều nhất với hơn 40 tỷ đồng. Tham ô tài sản để xây nhà riêng, Súng A Só trú tại xã Phồng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thuận Châu khởi tố bắt tạm giam. Với vai trò là trưởng bản cổng chập, Súng A Só thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cộng đồng năm 2021. Lợi dụng chức vụ, Só đã tiêu vào mục đích xây nhà riêng với số tiền trên 140 triệu đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thuận Châu đã ra quyết định khởi tố, tạm giam 4 tháng đối với Súng A Só và tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình vừa khởi tố bắt tạm giam đối với Doãn Văn Dương, trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Văn Thái, trú tại huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình về tội làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an đã phát hiện Bùi Văn Thái có hành vi mua bán trái phép giấy phép lái xe giả trên mạng xã hội. Mở rộng điều tra, công an huyện Kiến Sương đã bắt giữ Doãn Văn Dương. Tại cơ quan điều tra, Dương khai nhận từ tháng 5 năm 2023, lập trang Facebook Thầy Thắng, trung tâm sát hạch lái xe, thường xuyên đăng bài quảng cáo làm giấy phép lái xe giả và giao bán. Khám xét tại nơi ở của Dương, lực lượng công an đã thu giữ 1 cây máy tính, 6 điện thoại di động, 2 giấy phép lái xe giả và danh sách 2.870 đơn đặt hàng giấy phép lái xe giả. Gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản trong vòng hơn 1 tháng, 4 đối tượng là Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Lộc cùng chú tại huyện Long Thành, Lê Tuấn Kiệt và Nguyễn Hoàng Nam cùng chú tại tỉnh Tây Ninh đã bị Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bắt giữ. Các đối tượng này đi xe máy Exciter gắn biển giả và ra tay chấp nhoáng, khiến cho nhiều nạn nhân bị ngã xuống đường phải nhập viện cấp cứu. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ một số tang vật liên quan. Trong đó có 2 xe mô tô được các đối tượng thường xuyên sử dụng để đi cướp giật. Bước đầu các đối tượng khai nhận từ cuối tháng 5 năm 2023 đến ngày 7 tháng 7 năm 2023 đã gây ra 20 vụ cướp giật tài sản trên tuyến quốc lộ 51 thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng là Nguyễn Hoàng Anh, Lưu Quốc Phong cùng chú tại thành phố Hải Phòng và Trần Văn Phúc quê ở Hải Dương để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo điều tra, từ tháng 2 năm 2023, 3 đối tượng trên được một người tên là Quang chưa rõ nhân thân lai lịch cung cấp 300 triệu đồng tiền vốn để vào Bình Dương cho vay tiền lấy lãi. Qua làm việc, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu có liên quan tới việc cho vay lãi nặng. Bước đầu xác định, lãi suất cho vay trung bình khoảng 432% một năm. Các đối tượng đã thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng khoảng 280 triệu đồng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi.